Thanh Hóa, người đàn ông bị hàng xóm sàn nhà đánh đến nhập viện chỉ vì bị nhắc nhở hát bé thôi. Mạng xã hội được phen dậy sóng trước hành vi táo tợn của một nhóm người tại Thanh Hóa. Hậu quả của cuộc hỗn chiến là một người bị chấn thương nặng chỉ vì sàn nhắc nhở hát karaoke nhỏ lại. Nhóm người này sau đó đã đến tận nhà để mong bố nạn nhân bỏ qua. À, thằng Đức Anh nhà cháu nó đã sang, nó xin lỗi cô chú, nó đứng ở đây nó xin lỗi cô chú rồi. Cô chú còn thuê người về đánh nó, có phải là truy cùng diệt tận không? Trước đó, nạn nhân dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng không được chấp nhận, bị nhóm người này vô cùng hậu báo, vào tận nhà kéo anh ra ngoài, rồi liên tục tác động vật lý hội đồng mà không một tí thương tiếc nào. Đã ngã rồi còn đánh đến rồi còn đạp đến rồi còn thúc vào bụng vào dạ. Dù người vợ và nhiều người khác đã cố can ngăn, nhưng nhóm người này vẫn không dừng tay, mặc cho nạn nhân kêu la. Hắn nằm những người mà hắn la, hắn lại mà còn đánh đấm, mít. Kết quả, người này đã được đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Còn hôm nay cô chú sang bên đây chẳng qua là vì nó sắp chết cô chú mới sang. Còn cô chú muốn đánh nó cho đến chết thì thôi, truy cùng diệt tận. Cộng đồng mạng không khỏi bức xúc trước hành vi trên mà để lại bình luận. Vừa đi tù vừa bồi thường cho chúng nó chừa cái thói cùng đồ. Không sinh cùng ngày mà đi tù cùng lần, kiện cho đi tù, chúng nó ỷ đông làm anh hùng. Đánh xong, sang xin lỗi bỏ qua thì cần gì công an với xây nhà tù. Còn bạn thấy hành vi của nhóm người này như thế nào? Hãy để lại chia sẻ bên dưới cho mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại!